Vâng, chắc hẳn các quý vị cũng đã còn nhớ bé Ngọc Anh có phải không ạ? Vâng, như Cẩm Ly đã nói là tuy rằng bé có nhiều thiệt thòi hơn các bạn, nhưng mà Cẩm Ly rất là nể phục bé có một tinh thần, bác có một cuộc sống rất là lạc quan và luôn hạnh phúc với chính mình. Mà đặc biệt là bé luôn là học sinh giỏi. Bây giờ, nãy giờ con chưa nói gì hết, bây giờ con chào quý vị khán giả một cái đi nha. Con nói chào đi, kính chào quý vị sao đi. Dạ, lời đầu tiên con xin kính gửi lời chào tới các cô chú và các anh chị ở đây. Rồi, con thấy nãy giờ con hát các cô chú, anh chị, cô bác này kia vỗ tay cho con rất nhiều, rất là ủng hộ con. Vậy con có lời gì muốn nói với quý vị khán giả không? Dạ, con xin cảm ơn các cô chú, anh chị đã vỗ tay cho con. Dạ, con xin hứa là sau này con sẽ cố gắng hát thật tốt để không phụ lòng các cô chú, anh chị đã ủng hộ con. Dạ, con xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành tình cảm cho bé Ngọc Anh. Như Ly như muốn chia sẻ với quý vị là trong năm 2014 vừa rồi thì Cẩm Ly có đảm nhận một vai trò đó là huấn luyện viên chương trình giọng hát Việt nhí. Và trong chương trình thì Cẩm Ly phát hiện được rất nhiều giọng ca nhí rất là xuất sắc. Mà quý vị biết lúc đầu nhận thì cũng áp lực, thì thấy áp lực mà cũng không có nghĩ nó nặng nề đến như vậy đâu. Tại vì lúc đầu cô cháu gặp nhau thì đi chơi nè, suối tiên nè, xe đạp đụng, đi bơi, đi ăn, đi uống, đi chơi nhà ma, rất là vui vẻ. Nhưng mà khi vào tới sâu tới vòng trong là bắt đầu lại có bé lại đi tiếp, rồi cái bé lại ở lại, thế là ôm nhau khóc tùm lum, làm cho Cẩm Ly cảm thấy rất là chạnh lòng và cũng cảm thấy có lỗi với các bé. Nhưng mà trước khi thi thì Cẩm Ly cũng có làm công việc công tác tư tưởng rất là nhiều với các phụ huynh cũng như các bé, là hãy xem cái chương trình này như là một cái trại hè mình vui chơi thôi. Các phụ huynh cũng không nên tạo áp lực cho các bé, để các bé thoải mái hơn, các bé sống hồn nhiên hơn. Và sau cuộc thi thì cô vẫn là cô Ly của các con, và các con vẫn là học trò của cô Ly. Và hôm nay chúng ta lại có thể cùng hội ngộ với nhau trong chương trình Tự Tình Quê Hương. Nhưng cũng thật tiếc là bởi vì điều kiện là địa lý xa xôi, cũng như là đang trong mùa thi, cho nên là hôm nay là đội của Cẩm Ly không thể có mặt đầy đủ tại đây để gửi đến quý vị một tiết mục rất là đậm chất dân gian. Bây giờ thì Cẩm Ly xin mời tất cả quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho Minh Tài, Hải Khang, Phương Nguyên, Phương Khanh, Diễm Quỳnh, Thiện Nhân và hai bé Cẩm Uyên, Cẩm Anh.